Xin chào các bạn, đây là cầu sông Tranh trước mặt các bạn. Đây là cái này là mình mới đi qua cái xã Phước Nghĩa các bạn. Đây cầu sông Tranh, thấy cầu cũng tương đối cũng mới các bạn. Bên phía tay phải của mình đây là dãy núi Kỳ Sơn, bên kia cái dãy núi đây là Phước Sơn các bạn. Thì theo mình biết cái dãy núi Kỳ Sơn này thì cái đoạn đầu phía bên tay phải mình đây là có mộ Đạo Tấn các bạn, rồi cái dãy nhà dưới chân núi đây là xã Phước Nghĩa đó. Nhưng mà nó có một cái đoạn là không đi được bạn. Hôm trước mình đi vô đó nhưng mà không có băng qua cái đoạn giữa hai cái xóm này được. Thì qua xóm bên đây là cũng ở phía tây của núi Kỳ Sơn nhưng mà tây phía bắc các bạn. Còn phía đây là tây mà phía nam, thì hướng tây mà phía bắc á là nó thuộc xã Phước Hiệp bạn. Như vậy khi mình đi qua cái cầu sông Tranh này á là tới đây là thuộc xã Phước Hiệp rồi bạn. Xã Phước Nghĩa mới kính chào quý khách rồi. Bây giờ mình qua đây là thuộc xã Phước Hiệp. Bên đây là cái cổng chào bạn. Tí nữa mình sẽ đi vào cái xóm nhà ở dưới chân núi cái xã Phước Hiệp đấy bạn, tức là phía tây bắc của núi Kỳ Sơn. Mình tham quan một số khu dân cư họ ở đó như thế nào, rồi phía trên núi có mấy cái đường đi lên núi, có đường nào được mình lên trên cao được thì mình đi leo lên núi quay vài hình ảnh cho vui. Đây là xã Phước Hiệp, cái cổng chào. Sau khi ra qua cổng chào này thì mình sẽ tới một cái ngã ba các bạn. Ngã ba đó là có một cái đường là đi lên phía Lục Lễ, nhà thờ Lục Lễ, giáo xứ Lục Lễ, và lên đó sẽ gặp cái đường An Nhơn Đầm Thị Nại. Thì theo mình thấy là cái ngày hôm qua mình đi thì mình thấy là cái đường An Nhơn Đầm Thị Nại người ta tráng nhựa cái đoạn mà từ Lục Lễ đi lên Bình Định là gần hết rồi bạn, còn một xíu ở ngay cái chỗ cái ngã tư cái chỗ Lục Lễ thôi đó, chỗ đó là chưa tráng nhựa, đợi khi nào mà tráng nhựa xong mình đi chạy cái đoạn đó cho các bạn xem. Còn phía từ cái Lục Lễ mà đi xuống phía Tây Đầm Thị Nại thì chưa bạn, chưa tráng nhựa. Đây bạn, đây ngã đây thấy đề tới ngã tư nữa bạn. Một ngã qua tay phải là Phước Hiệp này, một ngã đi Phước Quang, ngã đi Phước Sơn. Ngã Phước Hiệp là đường bê tông rồi, còn Phước Quang là đường nhựa đây bạn, là đi lên nhà thờ Lục Lễ. Còn bây giờ mình đi Phước Sơn này, đi cái hướng Phước Sơn này là thuộc xã Phước Hiệp mà, đi vô cái phía chân núi tây bắc của dãy Kỳ Sơn. Thì hôm nay sẵn mình đi làm ở cái vùng đây bạn, rồi mình đi vô tham quan cái xóm dân cư dưới chân núi trời. Đây là trường tiểu học số 2 Phước Hiệp. Mình cũng chưa rõ là cái địa điểm mình làm ở chỗ nào bạn, nhưng mà đâu trong xóm này nè, xóm dưới chân núi. Đây cái mấy xe đây chắc là đưa đón khách đám cưới quá, thấy bản số là lạ quá. À đây rồi, đám cưới nè. Đây mình vô mình bỏ cái đàn rồi xong mình đi quay phim các bạn xem nha. À bây giờ mình đi theo cái đường thẳng này các bạn, đi vô trong cái chân núi đây, nhưng mà mình thấy có một con đường đi leo lên núi và mình cua qua tay trái thử các bạn. Mình đi vòng vòng khu dân cư đây rồi mình tìm cái đường đi lên thử. Đám cưới đây bạn, 11 giờ mới làm, bây giờ là 9 giờ rưỡi các bạn, còn tiếng rưỡi nữa. Mình đi vòng vòng tham quan cái khu đây thử. Hồi giờ mình cũng chưa vào cái khu đây các bạn, khu dân cư phía tây bắc núi Kỳ Sơn. Còn hôm bữa mình vô cái khu dưới kia là tây nam. Đây người ta cũng tráng nhựa rồi bạn.
cái đường sát trên núi này người ta tán nhựa nè. Đây khu dân cư, đây là Phước Hiệp, à đây là thôn Giang Nam, à thôn Giang Nam Phước Hiệp Tuy Phước. Đây có đường đây, không biết có lên núi không, để mình chạy vòng vòng chút rồi mình tìm đường lên núi nha bạn. Mình thấy trên Google thì cua tay trái đây có đường đi lên trên đó, hình như là chủ yếu là trên đó là chắc là nghỉ trang, mà có đường nào lên thì mình đi lên cầu cao trên đó cho vui. Đường này là đi chạy theo đường này thì nó chạy vòng cái núi Kỳ Sơn, nó xuống Phước Sơn nha bạn. À, mình nhìn vô kia là thấy chân núi rồi, thấy cũng gần đó, cỡ 20 mét, 20-30 mét thì là tới chân núi rồi. À đây có đường rồi. Đó, mình chạy theo đường đây thử nha. Đây cái đường chỗ nhà đang xây nè. Đây Phước Hiệp Tuy Phước nè bạn, thôn Giang Nam. Thấy cái đường bê tông rồi mình đi theo đường này thử. Ồ lên đây giống hơi cao rồi. Coi lên được đoạn nào lên, còn không rồi mình đi bộ lên là vui rồi. À đây có một cái nhà gạch. Chú cho cái nhà hay lắm. Thôi mình để xe đây mà. Để hơi nắng một chút. Ồ cái nhà người ta làm giống như cái dạng tháp á bạn. Nhưng mà gạch thì gạch đời mới, nhưng mà hình như không có vữa, người ta ghép rồi. Để mình lên. Ồ cái này cũng lạ lạ. Hình như là người ta làm lưng chừng là. Mà cái gạch đây thì tại sao người ta không dùng cái gạch thẻ mà. Gạch đặt á, gạch lỗ lỗ đây thì sợ nó mau hư. Đó cũng làm cửa đàng hoàng. Chắc người ta xây mộ, theo mình nghĩ là người ta xây một ngôi mộ khá lớn. Bên đây có cửa vô này. Ồ, cũng hơi sợ và cây cối, sợ đang rít. Đây là mình quay bên trong các bạn. Ồ, bên trong nó bị hư hết rồi. Mà không thấy gì nữa. Theo mình nghĩ là hồi trước họ tính xây một cái ngôi mộ mà. Đây người ta ghép gạch lại làm cái cửa này. Không có vữa mà người ta trét đất hay gì á. Đất sét không à. Mà cái đây thấy cũng khá lâu rồi. Mà cái kết cấu đây nó tự nó giữ với nhau mà. Chứ hình như không có xi măng. Đó, đây là nghĩa địa ở trên núi mà. Đó có đường đi lên. À cái đường này chạy được, mình chạy lên đoạn cho lên hơi xe. Chứ mình không dám đi vô bụi, đi vô bụi sợ. Bây giờ mình gắn camera mình chạy một tay thấy nguy hiểm. À như vậy là mình đang đứng ở chỗ dưới chỗ mà có một cái tháp bằng gạch đó bạn. Rồi bây giờ mình chạy lên nè. Chạy lên phía tay phải. Coi thử nó tới đâu. Đi hơi xa mà. Giờ có đường đi mình chạy xe. Cái độ dốc cũng vừa phải cho nên thôi mình chạy lên chút. Đoạn nào cao quá thì mình đi bộ thôi bạn. Lên trên cái sườn núi để quan sát xuống dưới thì vui. Rồi mình lên trên cao rồi bạn. Bỏ xe đây đi. Ở đây là mình nhìn về cái hướng mà sườn phía tây nam của cái dãy Kỳ Sơn ở phía đây. Cái chỗ đây mình thấy một cái khoảng đồng ruộng cũng khá lớn các bạn. Hôm trước mình đi bên cái sườn núi phía tây
cái chỗ mà Phước Nghĩa, Phước Hiệp đây, cái chỗ đồng ruộng này khá lớn. Đây trên đây, trên núi đây thì nói chung là hồi xưa là người ta cứ chôn cất ở trên núi, mà thành ra mấy cái nghĩa địa trên núi là người ta chôn nhiều lắm. Có chỗ thì bây giờ người ta đã quy hoạch lại rồi, có chỗ thì chưa, thì chỗ đây vẫn vẫn còn một số mộ xưa giờ. Phía trên đây có đường đi lên, mình đi lên trên cao một xíu để mình lấy chìa khóa. Đội mũ cho nó nhẹ vậy, lấy cái mũ bảo hiểm nặng quá. Rồi mình đi lên, mình đi cái đường thôi mà không dám đi vô bụi sợ rắn rít. Cái khu vực đây là nghĩa địa cho nên là mình nghĩ chắc cũng có người đi lên đi xuống. Trên đây thấy có một cái hàng rào vậy. Mình đi lên khúc trên cao thử coi, để quay nhìn xuống đây tổng quát thôi. À, hàng rào là cái khu, một cái khu mộ chắc của gia đình người ta sợ mấy người chôn cất á, người ta rào lại. Rồi mình leo núi tập thể dục luôn. À, chỗ đây có chỗ đâu bằng mình nghỉ chân chút này, bước qua đây thôi. À, bên này có cũng mấy cái mộ nè. Đây là cao hơn dưới khoảng chục mét rồi ạ. Nhìn xuống thấy cái đám cưới ở dưới kia bạn, cách đây chắc cũng phải hơn 100 mét đó, con đường ở dưới mà xa lắm. Đây nhìn thấy tháp bên ít nữa bạn, tháp bên ít phía đây đó, hồi nãy mình leo lên nè bạn. Phía đi hướng bên này có con đường bên kia bạn, hướng đó là đi lên nhà thờ Lục Lễ, rồi cũng đi lên cầu Bà Di được bạn. Đứng đây nhìn toàn cảnh cái chỗ đây. Ồ, cái khu mộ này cũng khá lớn mà. Đây này, chú cho lên tuốt kia. Dân họ ở phía sát ngoài đường kia, còn phía trong đây là mộ không à. Còn đi lên được không á, mình đi lên một xíu nữa thử, lên khi nào hết lên thôi. Cũng dễ đi mà, chưa bằng leo núi Xuân Vân mà lên được cỡ 5-3 mét nữa. Rồi hết cỡ. Hết rồi bạn, chỗ này bụi không, thôi mình đứng đây cho cao cao. À, lâu lâu đi làm xa cũng có dịp tham quan thêm một số cảnh là lạ bạn. Đây là sườn phía tây bắc của dãy Kỳ Sơn. Dù trên này thì cây cối không à, mình không dám vô đâu, mấy cái vùng đây đâu, mình sợ lắm, sợ bụi. À, quên, sợ rắn. Với lại hồi trước đây cái chỗ đây cũng đánh nhau, chắc cũng bom mình cũng có sót lại bạn. Cái núi Kỳ Sơn này hồi xưa là cũng đánh nhau dữ lắm. Ở đây nhìn về Phú Tài thì nó mờ mờ bạn, mù. Rồi như vậy thôi, mình xin dừng video đây bạn. Mình đi xuống lại xóm dân cư, đi thêm một đoạn nữa các bạn quan sát cái xóm dân cư ở dưới chân núi. Xin thân ái chào các bạn. Giờ mình đi xuống.